Trồng cây giống gì nhanh cho trái mà mang lại kinh tế cao thì ngày hôm nay Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cây mít ruột đỏ sơ vàng nha bà con. Thì trước khi chia sẻ về cây mít ruột đỏ sơ vàng thì Ly sẽ chia sẻ địa chỉ của trung tâm cây giống trước cho quý bà con chúng ta dễ nhận dạng nha. Địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hoa, xã Mỹ Hành Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha bà con. Chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình nha, hai số trên thì có kết nối Zalo luôn. Thì ngày hôm nay Ly có chuyến đi giao hàng về giống mít ruột đỏ sơ vàng thì Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta luôn ha. Đây là chuyến xe công vụ của bên trung tâm cây giống đang chuẩn bị đi tuyến An Giang nha. Còn đây là đi tuyến An Giang ha bà con. Rồi Ly sẽ đi quay cây mít cho. Trên đường đi đến cái cây mít ruột đỏ sơ vàng thì Ly có chất sầu riêng hai bên nè. Sầu riêng thì Ly có sầu riêng Black Horn nè, sầu riêng Thái nè, sầu riêng ghi sáo nè, sầu riêng sáo hũ, sầu riêng chuồng bò ha. Sầu riêng ruột đỏ nè, cũng có rất là nhiều loại cây giống. Nếu anh chị nào chúng ta quan tâm thể loại sầu riêng như thế nào thì bên Ly có điều cung cấp hết nha. Sầu riêng này, sầu riêng rất thơm nè, hàng ba cây đọt có chủ đầu tư chốt rồi nè. Đó, hàng ba cây đọt về trồng liền luôn nha. Đây là cây giống mít ruột đỏ sơ vàng. Mít ruột đỏ sơ vàng của bên trung tâm cây giống đang chuẩn bị chất lên xe đi giao nha. Mít ruột đỏ sơ vàng quý bà con chúng ta trồng mà chăm sóc tốt, thời gian cho trái chỉ trong vòng là 15 đến 18 tháng thôi nha. Có nhiều khu vườn mà 14 tháng mà chăm sóc theo quy trình của bên trung tâm cây giống, cây đủ to đủ lực ha, thì bên Ly sẽ đến tiến hành khai thác trái trên cây luôn nha. Thì bên Ly cung cấp cây giống thì có hỗ trợ kỹ thuật trồng nè, có liên kết lái đến vườn để thu mua trái về giống mít ruột đỏ sơ vàng này cho quý bà con chúng ta luôn nha. Mít ruột đỏ sơ vàng nó cũng có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là chưa kể về kinh tế hiện tại cao đi nha. Giá thu hôm nay là 75.000 trên 1 kg, là giá thu tại vườn bốc hàng 8 kg ăn lên. Còn hàng 2 là 6 kg ăn lên nha bà con. Còn hàng chợ thì 4 kg nha. Đó, thì 75.000 và 65.000 trên 1 kg, nhưng mà trọng lượng của trái mít ruột đỏ sơ vàng nó rất là nặng ký luôn nha. Nó rất là nặng ký luôn, một trái có thể là 1 triệu trên một trái mà bên Ly hỗ trợ kỹ thuật làm trái, có lúc mà một cây để là 4 đến 6, thậm chí là có cây 8 trái luôn. Ha, 8 trái luôn, một cây như vậy là vài triệu trên một cây là một vụ bới đầu tiên nha. Còn những cái vụ thứ hai là tăng dần lên, tại vì bằng này nó không có bị nứt thân xì mũ. Chúng ta có thể là nuôi phân ha, nuôi phân để nuôi trái nhiều hơn thì nó cũng không có bị dư đạm, nó không có bị làm cho cái cây của mình nó nứt thân xì mũ nha. Đây là sẽ đi quay cái lô mít tiếp theo của quý bà con chúng ta cùng xem. Ở đây là mít Thái nè, mít Thái siêu sớm da xanh nè. Đó. Mít Thái siêu sớm da xanh. Thì bên Ly cũng có mít Thái siêu sớm da xanh, anh chị thích trồng gốc to gốc nhỏ thì bên Ly đều có cung cấp hết nha. Mít ruột đỏ sơ vàng thì bên trung tâm cây giống có nhiều phân khúc khác nhau. Thứ nhất là gốc từ 1 phân tới 1 phân 3, còn cái loại thứ hai nữa là gốc từ 1 phân 3 tới 1 phân 5. Ha. Rồi từ phân 5 tới 2 phân và từ 2 phân đổ lên ha bà con. Đó, có nhiều phân khúc khác nhau. Nếu như anh chị chúng ta thích trồng thể loại như thế nào, chúng ta có giống như kinh tế như thế nào, chúng ta chọn gốc to, gốc nhỏ thì Ly có đều cung cấp hết nha. Thì giá thì tùy theo hiện tại, giống như hiện tại bây giờ thì bên Ly đang cung cấp có giá là 40.000 và là giá 50.000 ha, hoặc là 60.000 gốc to hơn. Thì tùy theo thời điểm và tùy theo lúc đó nha, và tùy theo số lượng của anh chị mua. Nếu anh chị nào chúng ta thích trồng cái phân khúc như thế nào và giá hiện tại như thế nào thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha, để bên trung tâm cây giống báo giá cụ thể cho quý bà con chúng ta kỹ hơn. Còn mít thì khá là dễ trồng, và chúng ta cũng có thể là trồng mít trên vùng đất bị nhiễm phèn, chúng ta cũng có thể là trồng được. Dùng miền Đông hoặc là dùng Tây Nguyên, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái mít ruột đỏ sơ vàng này luôn nha. Trong ruột thì nó sẽ màu đỏ, cái sơ nó sẽ màu vàng ha, ăn cực kỳ ngon luôn nha bà con, nên thị trường mới được xuất khẩu giá cao ha. Thị trường còn rất là mới, nếu anh chị nào chúng ta thích trồng mít, thích trồng cây giống dễ trồng và đặc biệt nhanh cho trái và kinh tế thì lại cao nữa, thì chúng ta có thể là tham khảo về giống mít ruột đỏ sơ vàng. Bên cạnh cây mít ruột đỏ sơ vàng thì có cây mít Thái nha. Nếu như mà chúng ta không thích trồng mít Thái nữa thì Ly có mít tố nữ Đài Loan, còn gọi là mít hương vị sầu riêng nha bà con. Top 3 loại mít này cũng đáng sưu tầm nha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ địa chỉ của trung tâm cây giống nè, cũng như là cây giống gì dễ trồng và mang lại kinh tế cao cho quý bà con chúng ta. Ly chia sẻ là cây mít ruột đỏ sơ vàng nha. Anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống phục vụ và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách tốt hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.